nghiệp cũng như là nhiệt tình ở trong tất cả các sự kiện. Và mỗi một sự kiện thì chị đều nhận được những giá trị thực sự về chuyên môn. Quý vị đại biểu cũng tham dự chương trình và đón biết trình cập nhật xu hướng tiêu dùng và biến thế hệ mới ngày hôm nay. Mọi người tới đây chúng ta đều tìm kiếm những cơ hội để tìm và để phát triển, để kích hoạt những cái giá trị và cái phiên bản tốt nhất của doanh nghiệp mình. Và hãy chờ đón những nội dung tuyệt vời đó trong WOMX 2023 nhé. Hôm nay thì mình tham dự sự kiện WOMX thật sự là đây là một cái sự kiện nó rất là đặc biệt. Và mình nghĩ là không có một hãng hàng nào có cả. Thì đây là một buổi chia sẻ rất là riêng tư, cập nhật về những xu hướng cũng như là về những cái trending trong sản phẩm để giúp cho mọi người trong cộng đồng mỹ phẩm cùng nhau phát triển và cùng nhau đi lên. Hiện tại thì trên đây ứng dụng Coverage Peel, Ceramic Peel, Way Up Retinol và Blue Skin hầu hết là tất cả các dòng của Exception luôn. Exception rồi, đặc biệt là cái sản phẩm Retinol Peel, có cả hai nữa là cái serum Tranexamic Acid, là hai sản phẩm mà em thích nhất. Tại vì là thứ nhất là cái Tranexamic Acid thì nó cho tác dụng rất là rõ rệt trên da, nhất là tác dụng mờ thâm này và ngừa nám. Và cái Tranexamic Acid cũng là cái sản phẩm mà em cho người thân của em dùng rồi để mà họ trị nám ấy, nó khá là tốt. Và thứ hai nữa là cái Retinol Peel thì em đã review hai lần ở trên kênh của em, thì đều là một cái sản phẩm gọi là khi ở trên kênh của em rồi ấy. Nó peel cho một cái nền da căng bóng, sáng nhuận và đẹp. Nhưng mà cái điểm nổi bật của nó là nó không bong tróc như là những sản phẩm peel khác.